trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn những thông tin về chiến trường miền Nam Việt Nam. Trong năm 1972, năm ác liệt nhất của cuộc chiến tranh Việt Nam, qua hồi ký của Ngô Quang Trưởng, Trung tướng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trung tướng Ngô Quang Trưởng, tư lệnh quân đoàn 4 và quân khu 4, mặc dù cả hai phía đều bị thiệt hại nặng nề, và tuy quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại căn cứ Con Tông Sách phải lui binh, địch quân đã phải gánh chịu một thất bại to lớn. Trung tướng Lê Đức Anh, tư lệnh quân khu 9, dịp này, trên toàn địa bàn quân khu, ta tiêu diệt nó cũng khá, mà ngược lại, ta bị tổn thất, thiệt hại cũng nhiều. Chiến cuộc năm 1972 là trận chiến lớn nhất trong chiến tranh quốc cộng. Nhiều tài liệu đã phân tích ba mũi tiến công chính của Cộng sản tại Quảng Trị, Con Tum và Bình Long. Tuy nhiên, chiến sự tại vùng đồng bằng sông Cửu Long cùng trong khoảng thời gian này chưa được ghi lại đầy đủ Bài viết này dựa trên 20 trang trong quyển sách của Trung tướng Ngô Quang Trưởng để từ đó bổ túc những chi tiết còn thiếu sót hay chưa ghi nhận được vào khoảng cuối thập niên 70 của thế kỷ 20, phân tích những điểm sai lầm, tổng hợp và đối chiếu từ nhiều nguồn tài liệu sau chiến tranh và nhất là từ chính những cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng hòa đã trực tiếp tham chiến. Đây chính là những nguồn tài liệu chính xác và có giá trị nhất. Chiến tranh được phân tích trên 3 mức độ của nghệ thuật quân sự qua 4 trận đánh tiêu biểu những ưu và khuyết điểm của cả hai phía được trình bày theo nhận xét của tác giả. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, với khả năng thiện chiến, lòng dũng cảm đã biến những sai lầm trên hai cấp độ chiến thuật và nghệ thuật chiến dịch thành chiến thắng. Trong ước vọng ghi lại và giữ gìn những chi tiết trung thực và chính xác cho cuộc chiến vừa qua, tác giả xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, gồm Trung tá Ngô Đức Lâm, Trung tá Vương Văn Trổ, Thiếu tá Nguyễn Văn Răng, Thiếu tá Trương Văn Điền, Thiếu tá Trương Phước Hiệp và Đại úy Phạm Văn Tiết. Bài viết này sẽ khó thành hình như ngày hôm nay nếu không được sự khuyến khích và giúp đỡ của tất cả quý vị. Năm 1972, quân đội Bắc Việt đã ngang nhiên xé bỏ Hiệp định Geneva, tung quân vượt vĩ tuyến 17 để xâm lăng Việt Nam Cộng Hòa. Cường độ khốc liệt của chiến tranh khiến khoảng thời gian này thường được gọi là mùa hè đỏ lửa năm 1972. Tài liệu này cho thấy, chiến trận tại quân khu 4 của Việt Nam Cộng Hòa đã bắt đầu từ mùa xuân năm đó hầu hết các tài liệu đều nhắc đến ba mũi tiến quân chính, nhưng cần phải phân biệt rằng Cộng sản phát động đến năm chiến dịch trong cuộc tổng tấn công này. Chiến dịch Bắc Tây Nguyên là hướng phối hợp đầu tiên, bắt đầu từ Tân Cảnh rồi Đắc Tô, Con Tum và Pleiku. Chiến dịch Nguyễn Huệ là hướng phối hợp thứ nhì với mục tiêu tiêu diệt 3 đến 4 chiến đoàn bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chiếm hai tỉnh Bình Long và Phước Long. Chiến dịch Bắc Bình Định là hướng phối hợp thứ ba để chiếm tỉnh Bình Định chiến dịch đồng bằng sông cửu long là hướng phối hợp sau cùng đánh phá bình định trên địa bàn các tỉnh mỹ tho kiến tường kiến phong gò công và kiến hòa chiến dịch trị thiên là hướng tấn công chủ yếu mục tiêu đánh chiếm quảng trị rồi tiến về phía nam chi tiết về các chiến dịch này đã được phân tích ở một chỗ khác giữa những chiến dịch này còn có các chiến dịch nhỏ hơn nhưng khá ác liệt tuy nhiên thường không được nhắc đến một phần do tầm mức to tát của ba chiến dịch xảy ra tại quảng trị Pleiku và An Lộc đã che mờ, phần khác do thiếu thông tin. Bởi những lý do vừa kể, tài liệu này nhằm mục đích tổng hợp lại những chi tiết xảy ra tại quân khu 4 của Việt Nam Cộng Hòa từ cả hai phía, quân lực Việt Nam Cộng Hòa và quân đội Bắc Việt để có thể có một cái nhìn bao quát và chính xác hơn. Phần lớn dựa vào quyển sách của Trung tướng Ngô Quang Trường, tuy nhiên nên lưu ý trong phần nói về quân đoàn 4 và quân khu 4 quyển sách này chỉ có chi tiết và tương đối chính xác đến khoảng cuối tháng 4 năm 1972, khi ông ra nhận chức vụ tư lệnh quân đoàn một ngày mùng 3 tháng 5 năm 1972. Trong khi đó, các tài liệu của Cộng sản thường mang tính cách tuyên truyền, nên chỉ được sử dụng để kiểm chứng vị trí và thời gian cùng với ý đồ và những cấp độ trong nghệ thuật quân sự. Những kết quả được ghi lại gần như hoàn toàn không có được độ tin cậy thông thường của sử liệu. Cường độ chiến tranh tại quân khu 4 đôi khi cũng mãnh liệt đến nỗi có lúc quân đoàn 4 quân lực Việt Nam Cộng Hòa phải sử dụng đến đơn vị trừ bị cuối cùng. Dĩ nhiên, cả hai bên tham chiến đều phạm phải lỗi lầm trong tác chiến. Nhưng quân lực Việt Nam Cộng Hòa, với khả năng thiện chiến, lòng dũng cảm đã biến những sai lầm trên hai cấp độ chiến thuật và nghệ thuật chiến dịch thành chiến thắng. Năm 1972, trong khu vực này có bốn trận đánh cần được ghi lại. Hai xảy ra trên đất Cao Miên, Campuchia và hai trong nội địa Việt Nam trận có tầm vóc quy mô hơn cả là Campong Trách thuộc tỉnh Campot của Miên. Hai trận đánh kế tiếp xảy ra khi Việt Cộng tấn công nhà máy xi măng Hà Tiên tại Kiên Lương thuộc tỉnh Kiên Giang và Chi Khu Tuyên Bình, hay còn gọi là trận Long Khốt thuộc tỉnh Kiến Tường. Trận đánh sau cùng xảy ra khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa yểm trợ quân đội quốc gia Khmer giải tỏa thị trấn Campong Chabek nằm trên quốc lộ 1, từ xoài riêng đi bến phà Ních Lương, thuộc tỉnh Priven của Miên. Bốn trận đánh có liên quan với nhau trên bình diện chiến dịch sẽ được phân tích theo thứ tự thời gian. Về tình hình nội địa và ngoại viên. Đầu năm 1972, tin tức tình báo ghi nhận sự hiện diện của trung đoàn Z15 từ biên giới đã xâm nhập vào tỉnh Định Tường, trung đoàn D2 tại Bạc Liêu và Định Tường 1 cũng hoạt động trong tỉnh Định Tường, trong khi một đơn vị của trung đoàn D3 bị phát giác từ Vĩnh Long đã di chuyển về mật khu 487 trong tỉnh Vĩnh Bình. Trong khi đó thì liên đoàn 4 biệt động quân chấm dứt cuộc hành quân dài 2 tháng, chung quanh Nick Lương ngày 31 tháng 1 năm 1972. Thiệt hại, địch 128 chết, 67 bị bắt, 54 vũ khí cá nhân và 8 vũ khí cộng đồng bị tịch thu, bạn 9 tử trận và 55 người khác bị thương. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa lui binh khỏi tỉnh Campong Tràm, khiến Frank cũng cho rút lữ đoàn 22 ra khỏi Craig về đóng tại Nick Lương tỉnh bị quân Cộng sản chiếm giữ từ đó cho đến khi chiến tranh chấm dứt. Ngày 4 tháng 1, Lữ đoàn 4 kỳ binh chấm dứt cuộc hành quân dài một tháng, địch 54 chết, 42 bị bắt, 22 vũ khí cá nhân và một vũ khí cộng đồng bị tịch thu. Bạn, 4 tử trận và 5 người khác bị thương. Ngày 15 tháng 1, Sư đoàn 7 bộ binh chấm dứt giai đoạn 1 của cuộc hành quân cửu Long 7, địch 111 chết, 34 bị bắt, 26 vũ khí cá nhân và 4 vũ khí cộng đồng bị tịch thu bạn, 15 tử trận và 126 người khác bị thương. Giai đoạn 2 tiếp tục ngay sau đó nhưng vùng hành quân chuyển sang hai tỉnh Định Tường và Kiến Hòa. Ngày 7 tháng 1, liên đoàn 42 biệt động quân chấm dứt cuộc hành quân Cửu Long 44 dài 8 ngày, địch 26 chết, 21 bị bắt, 30 vũ khí các loại bị tịch thu. Bạn, vô sự. Địa phương quân của quân khu 4 phát động hành quân đồng khởi trên nhiều tỉnh trong 4 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 1, với kết quả địch 439 chết, 55 bị bắt, 239 vũ khí các loại bị tịch thu. Bạn, 61 tử trận và 295 người khác bị thương. Sau Tết và trong suốt tháng 3, Việt Cộng chỉ có những hoạt động lẻ tẻ, tấn công các đồn bót hẻo lánh. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa mở cuộc hành quân đồng khởi trong 3 ngày, từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 2, với kết quả địch 225 chết, 41 bị bắt, bạn, 12 tử trận và 117 người khác bị thương thủy lôi được ghi nhận được Việt Cộng sử dụng lần đầu tiên tại Tân Châu, gây hư hại nhẹ cho một tàu chở dầu lên Nam Vàng. Nhân dịp Tết Nguyên đán, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa tuyên bố ra lệnh ngừng bắn trong 24 giờ, bắt đầu từ 18 giờ ngày 14 tháng 2 năm 1972. Việt Cộng tuyên bố ngừng bắn trong 96 giờ, cùng ngày nhưng bắt đầu từ 1 giờ sáng. Ngày 9 tháng 3, quân lực Việt Nam Cộng Hòa tổ chức cuộc hành quân toàn tháng 8 tại phía bắc tỉnh Lị Xoài Diên, và chấm dứt ngày 29 tháng 3, địch 764 chết, 29 bị bắt, mất 1.117 vũ khí cá nhân và 37 vũ khí cộng đồng, 871 tấn gạo, 49 tấn muối, 73.000 mét dây điện thoại và 21.000 lít xăng bị tịch thu, bạn 9 tử trận và 67 người khác bị thương. Ngày 20 tháng 3, Việt Cộng pháo kích và tấn công tỉnh lỵ Priven và Nick Lương. Khoảng giữa tháng 4, Frank tăng cường lực lượng tại Nick Lương để cố gắng giải tỏa quốc lộ một đi Campong Cabec, nhưng không thành công. Ngày 18 tháng 5, tin tức tình báo cho biết Việt Cộng tập trung tại Túc Mía phía bên kia biên giới Việt Miền, nên Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 cho trực thăng vận hai tiểu đoàn biệt động quân vào hành quân tại Thất Sơn để ngăn chặn Việt Cộng xâm nhập vào hai tỉnh Châu Đốc và Kiên Giang. Ngày hôm sau thêm một tiểu đoàn biệt động quân và một chi đoàn thiết kỵ vào trận. Không có đụng độ nào đáng kể do địch quân tránh giao tranh ngày 19 tháng 5, hai đại đội thuộc Trung đoàn 52, Sư đoàn 1 tấn công kiên lương. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa sử dụng một tiểu đoàn biệt động quân, một thiết đoàn và ba tiểu đoàn địa phương quân tái chiếm thị trấn ngày 24 tháng 5. Hai ngày sau, quân lực Việt Nam Cộng Hòa mới chiếm lại được nhà máy xi si măng. Ngày 27, khu vực chung quanh mới hoàn toàn an ninh. Tình hình chung tại biệt khu 44 tương đối yên tĩnh cho đến cuối tháng. Trong khi đó, ba trung đoàn 18B, 95A và D1 uy hiếp Trương Thiện, vì trung đoàn 15 của sư đoàn 9 bộ binh đã di chuyển lên quân khu 3. Đến cuối tháng 5, địa phương quân mới đẩy lui được địch quân. Ngày mùng 1 tháng 6, 8 phi vụ đánh vào khu Túc Mía do tin tức tình báo cho biết, có sự hiện diện của quân Cộng sản trong vùng. Biệt động quân vào vùng hành quân và chạm địch. Kết quả có 133 cán binh Việt Cộng bị thiệt mạng. Lực lượng hành quân có 6 binh sĩ bị tử trận và 17 người khác bị thương sư đoàn 5 Việt Cộng vừa được lệnh di chuyển xuống vùng châu thổ sông Cửu Long, thì ngày mùng 10 tháng 6, quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã bắt được tù binh và biết ngay tin tức này. Ngày hôm sau, hai trung đoàn của sư đoàn 5 Việt Cộng tấn công chi khu Long Khốt. Thiếu tướng Nguyễn Vĩnh Nghi vừa mới thay thế trung tướng trưởng lập kế hoạch phản công. Ông ra lệnh cho bộ tư lệnh sư đoàn 7 cùng với hai trung đoàn lên hành quân vùng chân tượng, trong khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa củng cố hệ thống phòng thủ tại định tường. Chỉ mấy ngày sau, Việt Cộng đánh chiếm Cam Pong Cha Bích, tạo áp lực lên đoạn quốc lộ 1 của miên từ khu mỏ vẹt đi Ních Lương. Đến tháng 7 thì chỉ xoài riêng và Ních Lương còn nằm trong tay quân chính phủ Frank. Một cuộc hành quân do quân lực Việt Nam Cộng Hòa tổ chức để yểm trợ giải tỏa khu vực này. Khoảng 22 ngày sau thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã giải tỏa hoàn toàn quốc lộ 1 và trao lại cho Frank để rút về Việt Nam. Cũng trong tháng 7, quân lực Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu phản công tại Quảng Trị. Đầu tháng 7 năm 1972, Sư đoàn 7 tổ chức hai cuộc hành quân. Một do Trung đoàn 10 phụ trách, được trực thăng vận lên hành quân dọc theo quốc lộ 1 của Campuchia ngày 4 tháng 7. Trong khi đó, hai tiểu đoàn biệt động quân và một thiết đoàn kỵ binh, phối hợp với hai lữ đoàn quân đội quốc gia Khmer, hành quân giải tỏa đoạn Ních Lương Campong Ca Bích. Ngày 19 tháng 7, chi đoàn 3 trên 2 thiết kỵ, cùng với một tiểu đoàn biệt động quân tùng thiết theo ngã kích khách, tiến vào đất Campuchia đánh thẳng vào Campong Pha Bích. Thị trấn được giải tỏa ngày 24 tháng 7. Lực lượng hành quân để lại một tiểu đoàn biệt động quân để yểm trợ Frank. Tất cả còn lại rút về Việt Nam. Vì sư đoàn 5 Việt Cộng đang gây áp lực tại tỉnh Định Tường. Trung đoàn 12 bắt đầu cuộc hành quân vùng chân tượng ngày 3 tháng 7. Cuộc hành quân đụng độ với trung đoàn 271 Việt Cộng. Địch quân có 115 cán binh bị hạ. Lực lượng hành quân có 9 tử trận và 46 người khác bị thương. Ngày 8 tháng 7, quân lực Việt Nam Cộng Hòa tiến đến Campong Do. Ngày hôm sau, Trung đoàn 12 được lệnh rút trở lại Việt Nam vì tỉnh Định Tường đang bị áp lực của ba trung đoàn Đồng Tháp 1, 215 và 218. Ngày 8 tháng 7, Trung đoàn 215 Việt Cộng tấn công chi khu Sầm Giang thuộc tỉnh Định Tường. Chiến trận kéo dài được 5 ngày thì Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 cho tăng cường 4 tiểu đoàn địa phương quân và một tiểu đoàn biệt động quân. Việt Cộng tiến gần đến chợ quận thì quân lực Việt Nam Cộng Hòa với hiểm trợ của trực thăng Việt Mỹ trận đứng. Ngày mùng 10 tháng 7, lực lượng tăng viện đụng độ với Việt Cộng. Hai bên bị thiệt hại nặng. Việt Cộng rút lui ngày 13 tháng 7. Ngày hôm sau, Trung đoàn 10 thuộc Sư đoàn 7 bộ binh truy kích đã hạ sát được 18 Việt Cộng. Trong khi đó, tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 14, Sư đoàn 9 bộ binh bị Trung đoàn 95A phục kích tại Trương Thiện với thiệt hại nặng. 87 binh sĩ bị tử thương. 102 bị thương và 106 mất tích. Ngày 18 tháng 7, hai tiểu đoàn 67 và 76 biệt động quân bị trung đoàn 275 Việt Cộng tập kích, với tổn thất 36 binh sĩ bị tử trận, 53 bị thương và 53 mất tích. Ngày 25 tháng 7, quân đoàn 4 cho thành lập một bộ tư lệnh tiền phương để đối phó với tình trạng gia tăng cường độ hoạt động của địch. Chuẩn tướng Nguyễn Thanh Hoàng được chỉ định phụ trách bộ tư lệnh tiền phương quân đoàn 4, đặt tại căn cứ Đồng Tâm với hai mục đích chủ yếu, điều động các hoạt động hành quân trong vùng, ngăn cản mọi hoạt động xâm nhập của Việt Cộng vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Bộ Tư lệnh này điều động sư đoàn 7 bộ binh, một chiến đoàn gồm 5 tiểu đoàn biệt động quân, lực lượng diện địa của tiểu khu định tường và trung đoàn 15 thuộc sư đoàn 9 bộ binh tăng phái. Ngày 27 tháng 7, một cuộc hành quân gồm nhiều tiểu đoàn được tổ chức tại phía tây bắc tỉnh định tường, phi cơ B-52 dội bom trong suốt 2 ngày 26. 27 khiến trung đoàn 24 Việt Cộng bị thiệt hại nặng. Hai ngày sau, hai tiểu đoàn 43 và 44 biệt động quân vào vùng hành quân đã đụng độ với trung đoàn Việt Cộng này. Trận đánh kéo dài 3 ngày với kết quả, địch có 100 người chết, bạn có 13 binh sĩ bị tử trận. Một cuộc chặn súng thứ nhì ngay sau đó khiến 23 cán binh Cộng sản bị chết. Lực lượng hành quân còn tìm được 53 xác địch quân bị chết từ trước. Hai trung đoàn 1 Ba của sư đoàn 5 Việt Cộng cố gắng xâm nhập vào hành lang dọc theo kinh Nguyễn Văn Tiếp, kinh Tháp 10 để tiếp cận hai tỉnh Kiến Tường và Định Tường. Tư lệnh sư đoàn ra lệnh để lại tất cả các trang bị nặng tại hậu cứ sư đoàn ở Chí Phù để thích hợp với vận động chiến. Không có đụng độ lớn cho đến ngày mùng 1 tháng 8. Hai trung đoàn 1, 3 của sư đoàn 5 bất ngờ đánh chiếm các đồn Thầy Yên, chùa Phật Đá, kinh Nguyễn Văn Tiếp và vùng Thiên Hộ trong khi trung đoàn 2 của sư đoàn 5 tiêu diệt lữ đoàn 66 của quân Lon Non tại Phum Krang Swai gần Kampong Som. Đầu tháng 8, bộ binh và địa phương quân hành quân Tảo Thanh mật khu trí Pháp. Ngày mùng 3 tháng 8, trung đoàn 12 hạ sát 67 địch quân tại phía Bắc Cai Lậy. Đêm kế tiếp, một đơn vị thuộc sư đoàn 7 bộ binh giết 110 Việt Cộng, thuộc trung đoàn 174, sư đoàn 5 tại Kiến Tường. Ngày mùng 3 tháng 8, một tiểu đoàn địa phương quân tại Định Tường báo cáo hạ sát 32 địch quân và khám phá một hầm chôn 30 xác bị chết bởi bom. Cùng trong ngày, trung đoàn 14 đụng độ với trung đoàn Đồng Tháp 1, địch bị hạ sát 18, bạn có 17 tử trận và 58 bị thương. Trong hai ngày 4, 5 tháng 8, trung đoàn 12 hạ sát 170 Việt Cộng của trung đoàn 24. Trong hai ngày 8, 9 tháng 8, trung đoàn 14 đụng độ với Việt Cộng khiến 35 binh sĩ bị tử thương thiệt hại của địch không rõ. Ngày mùng 10 tháng 8, tỉnh Định Tường ghi nhận giết được 128 địch quân, tịch thu được 68 vũ khí cá nhân, 8 vũ khí cộng đồng và 4 súng cối. Địa phương quân tỉnh Định Tường báo cáo có tất cả 71 lần đụng độ trong ngày 24 tháng 8. Địch quân có 222 bị chết, 75 vũ khí các loại bị tịch thu. Ngày 25 tháng 8, hai đại đội thuộc trung đoàn Z15 ra ngăn trận quốc lộ 4 tại phía tây Cai Lệ đụng độ với một trung đoàn bộ binh đang di chuyển hành quân cùng với thiết đoàn kỵ binh. Trận tao ngộ chiến kéo dài trong 3 giờ. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa có 4 binh sĩ bị thiệt mạng, 21 người bị thương, một đại bác 105 ly bị phá hủy. Địch quân có 51 sát cán binh bỏ lại trận địa, hai tù binh bị bắt. Đến cuối tháng 8, hai trung đoàn 1 và 3 của sư đoàn 5 trở lại vùng Sầm Giang, Cái Bè và Cai Lậy, đánh chiếm các đồn bót dọc Kinh La Grange và quốc lộ 22 phát triển theo quốc lộ 4. Thấy Mỹ Tho bị áp lực nặng của Việt Cộng, quốc lộ 4 nối với Sài Gòn có thể bị cắt đứt. Tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh, điều động 2 tiểu đoàn 502 và 503 địa phương quân, tiểu đoàn 41 biệt động quân và thiết đoàn 12 tấn công giải tỏa khu vực thành trị, Ba Thu, Tà Lu, đưa trung đoàn 10 của sư đoàn 7 phối hợp với hai thiết đoàn càn quét khu vực Cái Bè. Trung đoàn 1, sư đoàn 5 bị thiệt hại nặng. Bùi Thanh Vân, Út Liêm, tư lệnh sư đoàn 5 bị tử trận. Trên chiến trường ngoại biên, tài liệu của Cộng sản ghi nhận, cuộc phản công hành quân Angkor Chi của quân đội Lo Non bắt đầu từ tháng 8 năm 1972. Lực lượng tham dự chỉ khoảng 2 trung đoàn, 5 tiểu đoàn quân đội Cộng sản và 5 tiểu đoàn Khmer Đỏ. Thực tế là quân đội quốc gia Khmer mở hai cuộc hành quân vào đầu năm 1972. Đầu tiên là hành quân Preta phối hợp với quân lực Việt Nam Cộng Hòa để giải tỏa quốc lộ 1 của Campuchia. Cuộc hành quân thứ nhì là Angkor Chi khai diễn ngày 29 tháng 1 để giải tỏa áp lực của quân Cộng sản trong vùng Đế Thiên, Đế Thích. Cuộc hành quân kéo dài đến ngày 21 tháng 2 thì bị quân Cộng sản chặn đứng. Ngày 20 tháng 3, quân Cộng sản quay sang tấn công tỉnh Lị Preven và căn cứ Ních Lương, đồng thời pháo kích Nam Vàng. Ngày 7 tháng 4, Khmer đỏ cắt đất quốc lộ 7 núi Preven với Ních Lương năm tiểu đoàn Frank đang được huấn luyện tại Việt Nam Cộng Hòa được tức tốc mang về nước để giải tỏa áp lực địch dọc theo quốc lộ 1, nhưng vẫn không khai thông được. Quân Cộng sản vẫn còn chiếm giữ Campong Cha Bích. Bên phía đông, quân lực Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu đụng độ với quân Cộng sản gần Campong Trách. Thị trấn được báo cáo rơi vào tay quân Cộng sản. Ngày 30 tháng 4 năm 1972, giữa tháng 5, Frank vẫn chưa chiếm được vùng đế thiên đế thích. Ngày 4 tháng 7, FANK và Quân lực Việt Nam Cộng hòa khai diễn cuộc hành quân Suri A1 dọc theo Quốc lộ 1 của Campuchia. Kampong Chaket được tái chiếm khoảng gần cuối tháng. Thiệt hại của Trung đoàn 207 Việt Cộng trong cuộc hành quân này đã được một cán binh ghi lại như sau: Chiến dịch Suri hai giải phóng thị xã Kompong Cham và trận đánh Phum Cham, hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn đã hy sinh cũng đều mai táng giải rác trên cánh đồng Campuchia và gần chùa Prey Dầm Long. Sau đó khi hai lữ đoàn 11 và 66 của FANK chuẩn bị khai diễn cuộc hành quân Soria 2, thì được tin cấp báo, Việt Cộng lần đầu tiên sử dụng các chiến xa ra ngăn chặn quốc lộ 1, chia cắt hai lữ đoàn của FANK. Tài liệu của Cộng sản cho biết, có được một tiểu đoàn cơ giới chứ không phải là một tiểu đoàn chiến xa lên tham dự các trận đánh trên đất miền. Chi đội trưởng chi đoàn 3 trên 2 phân tích sự kiện này. Từ sau Hiệp định Paris cho đến hết năm 1974, tôi hoạt động tại vùng này. Tin tức quân Bắc Việt có chiến xa là không chính xác. Nó chỉ cần đóng ván ép chung quanh vài chiếc máy cày rồi nhá nhá ra cho khói bụi mịt mù. Thế là mấy đại đơn vị của miên quang súng mà chạy. Có một lần ngay cả ban chỉ huy thiết đoàn của tôi cũng bỏ chạy như thế. Hôm đó, đầu năm 1974, chúng tôi hoạt động ở khu Tây Nam Svay riêng khoảng 10 km. Chi đoàn tôi đi sau cùng, đến xế chiều đang nằm chờ lệnh rút trở về nội địa thì phi cơ L-19 báo hình như có chiến xa của Việt Cộng xuất hiện ở phía Bắc. Thế là ban chỉ huy thiết đoàn bỏ chạy, nhìn thấy họ chạy băng băng giữa đồng trống về hướng tôi. Tôi làm như không biết đó là thiết đoàn. Điều động chi đoàn dàn hàng ngang theo kiểu sẵn sàng giao chiến. Thế là thiết đoàn trưởng lên tiếng bảo đừng bắn nhầm, vì đó là thiết đoàn. Chi đoàn trưởng chi đoàn 1 trên 16 cũng có cùng nhận xét. Nhiều lần Việt Cộng đánh lừa và định hù dọa bộ binh của mình trên đất miên, bằng cách dùng khoảng 3 xe máy cày ở trên đặt súng thượng liên, phía sau cột mấy trà cây khô, kéo theo tung bụi mù, chạy xa xa và bắn. Một lần tại phía bắc Compong du, tôi cho 5M113 đuổi theo bắn nát hai chiếc, chúng vác súng chạy mất. Lần khác tại biên giới quận An Phú, Châu Đốc, chúng cho một đàn châu. Phía sau cột nhiều trà cây, xong chúng lùa đàn châu từ đất miên về hướng vùng hành quân của mình. Bộ binh La Hoàng là chiến xa địch tấn công, tôi cho đại bác 106 ly bắn vào, đàn châu hốt hoảng chạy ngược trở lại hướng Việt Cộng. Một sĩ quan thuộc tiểu đoàn 1 trên 10, sư đoàn 7 bộ binh, đã ghi nhận tại mặt trận Campong Jo trên đất Campuchia. Độ 1 giờ sau, tôi cùng thương binh, tử sĩ được đưa ra bái trực thăng tản thương. Chúng tôi đợi một hồi lâu mà trực thăng chưa đáp xuống được vì bị đạn địch pháo từ hướng Tây về nổ rất gần. Bất chợt, L-19 quan sát báo cho biết thiết giáp của địch đang tiến về hướng chúng tôi. Lúc đó, mạnh ai nấy chạy về vị trí phòng thủ đêm cách bãi trực thăng tản thương độ 200 thước, bỏ lại thương binh trong có cả tôi ở nơi bãi bốc. Tôi luồm cồm ngồi dậy, với một thân cây thay gậy chạy cả thọt một cách rất khó khăn, cố gắng lắm mới lết về đến vị trí phòng thủ. Giây phút nặng nề trôi qua, L-19 tái xác nhận là địch dùng xe bò ngụy trang thành thiết giáp để đánh lừa chúng ta. Việc làm giả chiến xa để hù dọa quân lực Việt Nam Cộng hòa có lẽ từ ý nghĩ của các cấp chỉ huy địa phương của Việt Cộng hơn là chủ trương chính thức từ Bộ Tư lệnh miền. Quan sát các thiết đoàn kỳ binh tại quân khu 4 của Việt Nam Cộng hòa hoàn toàn không có chiến xa, thì có thể đoán biết lý do chiến xa không thích hợp với vùng sông nước. Tháng 8 năm 1966, Đại tướng Johnson, tham mưu trưởng lục quân Mỹ chấp thuận một đề án nghiên cứu do Thiếu tướng West phụ trách, có chủ đề là hành quân tác chiến bằng cơ giới và thiết giáp tại Việt Nam viết tắt là MACOV. Một trong những vấn đề được nghiên cứu là thế đất của miền Nam Việt Nam. Sơ đồ 1, 2 là kết quả nghiên cứu cho thấy khoảng 61% thế đất có thể sử dụng chiến xa và các đơn vị yểm trợ trong mùa khô. Trong mùa mưa, chiến xa và các đơn vị yểm trợ chỉ có thể di chuyển trên 46% lãnh thổ miền Nam. Riêng thiết vận xa thì có thể di chuyển trên khoảng 65% lãnh thổ trong suốt năm. Nhìn sơ đồ 1, người ta có thể thấy ngay cả trong mùa khô, chiến xa của Cộng sản nếu đưa được vào gần biên giới Việt-Campuchia thì vẫn không thể chạy qua vùng biên giới. Bề ngang các cầu thông thường tại đồng bằng sông Cửu Long đều hơn 4 mét, nên không có vấn đề với thủy xa PT-76. Nếu thiết xa vận M113 qua cầu được, thì sẽ không có trở ngại về tải trọng của cầu đối với PT-76. Tháng 4 năm 1975, trong những trận đánh sau cùng của Trung đoàn 12 thuộc Sư đoàn 7 bộ binh, nhiều thủy xa PT-76 bị bắn hạ tại Long An cho thấy tin tức về sự hiện diện thiết giáp của Việt Cộng trong vùng biên giới Việt Campuchia là có căn cứ. Ngày mùng 4 tháng 8, quân lực Việt Nam Cộng Hòa cho trực thăng vận một tiểu đoàn bộ binh xuống địa điểm cách kết kế 22 km về phía đông bắc, đồng thời một tiểu đoàn khác làm lực lượng tùng thiết cho một chi đoàn kỵ binh tiến bằng đường bộ vào đất Campuchia. Ngày hôm sau thêm một tiểu đoàn biệt động quân được tăng cường cho lực lượng hành quân. Trạm súng lẻ tẻ với trung đoàn 207 được ghi nhận trong hai ngày năm, 6 tháng 8, Việt Cộng có 52 cán binh bị bắn hạ. Bản tin của hãng thông tấn AP cho biết, ngày 6 tháng 8 năm 1972, Bộ Tư lệnh Quân sự Mỹ thông báo, phi cơ Mỹ phá hủy 9 chiến xa của Cộng sản cách Campong Chabek khoảng 4 dạng Anh về phía Tây. Bộ Tư lệnh Quân đội Cộng hòa Khmer cho biết không quân của họ phá hủy 4 chiếc khác. Ngày 10 tháng 8, Trung đoàn 11 đụng độ với khoảng một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 174 tại một vị trí cách mộc hóa khoảng 15 cây số về phía Bắc. Địch Quân có 222 người chết bạn có 15 binh sĩ bị tử trận ngày 16 tháng 8 liên đoàn 7 biệt động quân lên giải vây cho căn cứ Campông tra Bích của quân đội Cộng hòa Khmer ngày 23 tháng 8 quân lực Việt Nam Cộng hòa bắt tay được với lực lượng phòng thủ và rút trở lại Việt Nam hai ngày sau đó để có thể đưa liên đoàn biệt động quân này ra tăng cường cho quân khu một ngày mùng 2 tháng 9 năm 1972 trong 2 tháng 9 và 10 các hoạt động hành quân tại quân khu 4 tập trung vào 3 mục tiêu: ngăn chặn sự xâm nhập của sư đoàn 1 vào vùng Thất Sơn, ngăn chặn hai đường xâm nhập 1A và 1B vào mật khu chí pháp, tìm và diệt các đơn vị chủ lực của Việt Cộng trong khu vực ở giữa và phía nam tỉnh Định Tường. Ngày mùng 2 tháng 9, hai tiểu đoàn biệt động quân cùng với hai chi đoàn kỵ binh hành quân vào Thất Sơn. Ngày hôm sau, một tiểu đoàn biệt động quân thứ 3 được trực thăng vận thẳng vào vùng hành quân. Bộ tư lệnh biệt khu 44 được di chuyển đến trung tâm huấn luyện Chi Lăng để điều khiển cuộc hành quân này. Cuộc hành quân được khoảng một tháng nhưng chỉ có những cuộc chạm súng lẻ tẻ. Trung đoàn 31 thuộc sư đoàn 21 bộ binh được tăng phái cho biệt khu 44 để kéo dài đồng thời mở rộng vùng hành quân về phía Tây từ ngày 22 tháng 9. Ngày 8 tháng 9, quân Cộng sản chiếm lại Campong Chabek sau khi quân lực Việt Nam Cộng hòa lui binh. Quân Cộng sản thừa thắng tiến về hướng Nam Vàng. FANK ngăn chặn được các đặc công Cộng sản nhưng bị mất bảy thiết vận xa M113. Trong khi đó, Sư đoàn 7 bộ binh hành quân vùng chân tượng trên phía Bắc khám phá được kho chứa 125 tấn gạo và 215 vũ khí các loại trong hai ngày 14, 15 tháng 9. Ngày 13 tháng 9, lực lượng diện địa của quân đoàn 4 báo cáo tiêu diệt được 116 địch quân thuộc Trung đoàn Z-18 trong địa phận tỉnh Định Tường. Trên khu vực biên giới, tiểu đoàn 3 trên 10 hạ sát 109 địch quân ngày 6 tháng 10, tại một vị trí nằm cách Campong Cha 13 km về phía đông nam. Tiểu đoàn có hai binh sĩ bị tử trận và 11 người bị thương. 5 ngày sau, cũng đơn vị này giết được 59 Việt Cộng trong khi có 9 binh sĩ bị tử trận và 48 người bị thương. Tài liệu tịch thu được cho biết cả hai lần đụng độ với trung đoàn 207 Việt Cộng. Sư đoàn 7 bộ binh nâng lực lượng hành quân lên hai trung đoàn. Ngày 17 tháng 10, trung đoàn 275 Việt Cộng trở lại tấn công chi khu Sầm Giang nhưng bị đẩy lui, bỏ lại 34 xác. Lực lượng trú phòng có 4 tử thương và 32 bị thương. Ngày 23 tháng 10, trung đoàn 11 đụng độ với một đơn vị hậu cần và khám phá hầm chứa 300 quốc, 1.000 sẻm và 7 đại liên phòng không. Địch có 42 cán binh bị chết. Bạn có 10 binh sĩ bị tử trận và 35 thương binh. Ngày 4 tháng 10, biệt động quân biên phòng được phi cơ yểm trợ đã hạ sát 54 Việt Cộng trong một cuộc hành quân tại Thất Sơn. Không có tổn thất được ghi nhận về phía bạn. Ngày 24 tháng 10, quân đoàn 4 cho di chuyển lực lượng từ khu vực cách cái xuống danh giới hai tỉnh định tường gò công để giải tỏa áp lực của trung đoàn 24 Việt Cộng. Hai tiểu đoàn biệt động quân được đưa đến phía tây bắc tỉnh Kiên Giang để truy tìm dấu vết của trung đoàn 52, sư đoàn 1. Trong khi đó, trung đoàn 14 đụng độ với trung đoàn 6, sư đoàn 5 Việt Cộng, khiến 32 binh sĩ bị tử thương, 36 bị thương. Việt Cộng có 57 cán binh bị hạ. Ngày 30 tháng 10, một tiểu đoàn địa phương quân giết được 48 Việt Cộng của Trung đoàn 6, nhưng chỉ có 5 binh sĩ bị thương tại một địa điểm cách cai lệ 14 km về phía Tây Bắc. Hòa đàm Paris bị bế tắc từ trước được mở lại ngày 19 tháng 6 năm 1972. Đại diện của chính quyền Hà Nội đưa ra đề nghị mới nhằm chấm dứt chiến tranh. Phía Mỹ tuyên bố sẽ cố gắng đạt được thỏa hiệp trước ngày 31 tháng 10 năm 1972. Do đó, Việt Cộng gia tăng hoạt động trên khắp lãnh thổ quân khu 4 để chuẩn bị chiếm thời cơ khi cho rằng Hiệp định Paris sắp được ký kết. Tháng 10 năm 1972, Tư lệnh quân khu 9 của Việt Cộng cho tập trung 4 trung đoàn 1, 2, 10 và 20 về hoạt động chung quanh tỉnh Trương Thiện. Chỉ để lại trung đoàn 3 hoạt động tại khu vực Vĩnh Trà, 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh sở chỉ huy quân khu trú tại phía tây nam Long Mỹ, di chuyển lưu động trên ba xã Lương Tâm, Vĩnh Viễn và Sở Phiên thuộc quận Long Mỹ, tỉnh Trương Thiện, bây giờ huyện Long Mỹ thuộc tỉnh Hậu Giang. Chỉ có một trận đánh lớn được ghi nhận trong khoảng thời gian này khi Trung đoàn 14 thuộc Sư đoàn 9 bộ binh tiêu diệt một tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 207 Việt Cộng, bắt được 73 tù binh tại Dạch Đá Biên, quận Mộc Hóa, tỉnh Kiến Tường. Trung đoàn 207 từ mỏ vẹt vượt sông Vàng Cỏ Tây để xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Khi qua rạch đá biên thì bị phát giác. Một cuộc quanh tạc được thực hiện ngay sau đó. Tiểu đoàn một nằm lại chiến đấu để ban chỉ huy trung đoàn và các đơn vị còn lại rút lui nên đã bị tiêu diệt. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tổ chức hành quân trong vùng nên đến 12 ngày sau, trung đoàn 207 mới có thể cho trinh sát trở lại tìm kiếm thương binh và chôn cất các cán binh bị tử trận một cán binh của trung đoàn 207 xác nhận chi tiết của trận đánh này như sau: đặc biệt trận đánh ngày 31 tháng 10 năm 1972 tại Củ Lao Long Khánh, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, gần 400 cán bộ chiến sĩ của trung đoàn hy sinh, đại đa số đều bị chết chìm dưới sông Cửu Long lúc vượt sông ban đêm. Khi xác anh em nổi lên đã trôi dạt trải dài từ Hồng Ngự dọc theo sông Tiền đi qua các vùng thanh bình, chợ mới, Cao Lãnh, Sa Đéc, Tiền Giang biến tre và trôi ra biển. Nhân dân gặp xác đâu đem lên chôn đó và chẳng biết gốc tích là ai. Riêng ở địa phận huyện Hồng Ngự thì nhân dân biết là thân xác của bộ đội trung đoàn 207. Do vậy sau hòa bình tỉnh Đồng Tháp quy tập về các nghĩa trang thường thế tiền, nghĩa trang biên giới Tam Nông đều ghi trên mộ vòn vẹn e không tên, không tuổi, không quê quán. Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã dùng trực thăng đáp xuống trận địa gần Mỹ An để thị sát chiến trường. Vị trí này nay tọa lạc tại ấp Đá Biên, xã Thành Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Một tài liệu của VC bị tịch thu ngày 24 tháng 9 năm 1972 tại Bình Dương, tọa độ XT 787.293 cho thấy nghị quyết 13 của Ủy. Ban Thường vụ Trung ương Cục miền Nam ra lệnh đưa quân đội Cộng sản và chiếm giữ các vị trí trọng yếu, phá hoại chương trình Bình Định và kế hoạch VNHCT qua hai giai đoạn giai đoạn một kéo dài trong 2 tháng 9 đến tháng 10 năm 1972 nhằm giành dân, chiếm đất. Giai đoạn 2 kéo dài trong 2 tháng cuối của năm 1972 là giai đoạn quyết định cuộc chiến tranh một khi có thỏa thuận hòa bình, hiệp định Paris. Việt Cộng dự chủ chính quyền hòa hợp và hòa giải dân tộc chỉ hiện diện ở cấp trung ương mà thôi. Sau khi ngừng bắn, cán bộ Việt Cộng sẽ cất giấu vũ khí và len lõi vào nắm các chức vụ tại địa phương. Tài liệu trên cũng cho biết người ký tên trong tài liệu là Nguyễn Phú Quốc đã thay thế Chín Vinh, Trần Độ, trong chức vụ chính ủy quân giải phóng miền Nam. An ninh lãnh thổ quân khu 4, gồm 16 tỉnh của Việt Nam Cộng Hòa được phân chia trách nhiệm cho ba sư đoàn BB của quân đoàn 4. Riêng đặc khu Phú Quốc do Bộ Tư lệnh đặc nhiệm Hải quân phụ trách, được tăng phái một tiểu đoàn quân cảnh và một tiểu đoàn địa phương quân. Sư đoàn 7, gồm ba trung đoàn 10, 11, 12 bộ binh và thiết đoàn 6 kỵ binh, với Bộ Tư lệnh đặt tại căn cứ Đồng Tâm, gần thị xã Mỹ Tho, chịu trách nhiệm bốn tỉnh Kiến Phong, Kiến Tường, Định Tường và Gò Công. Khu vực này bao gồm hai đường xâm nhập chủ yếu của Việt Cộng từ lãnh thổ miên vào Việt Nam Cộng Hòa. Đường 1 len theo ranh giới giữa hai tỉnh Kiến Phong và Kiến Tường để vào mật khu trí Pháp là khu vực giáp danh giữa ba tỉnh Kiến Phong, Kiến Tường và Định Tường. Đường 1B phát xuất từ tỉnh xoài riêng của Campuchia đi qua Đồng Tháp 10, cũng để xâm nhập vào mật khu trí Pháp sư đoàn 9, gồm 3 trung đoàn 14, 15, 16 bộ binh và thiết đoàn 2 kỵ binh, với bộ tư lệnh đặt tại Sa Đéc, sau rời về Vĩnh Long, chịu trách nhiệm 4 tỉnh Vĩnh Long, Sa Đéc, Vĩnh Bình và Kiến Hòa. Sư đoàn 21, gồm 3 trung đoàn 31, 32, 33 BB và thiết đoàn 9 KB, với bộ tư lệnh đóng tại Bạc Liêu, chịu trách nhiệm 5 tỉnh Phong Dinh, Ba Xuyên, Bạc Liêu, An Xuyên. Trương Thiện và khu vực phía nam của tỉnh Kiên Giang, kể cả tỉnh Lị Dạch Giá, để giảm bớt trách nhiệm an ninh diện địa cho ba sư đoàn chủ lực của Quân lực Việt Nam Cộng hòa hoạt động trên lãnh thổ của quân khu 4, biệt khu 44 được thành lập ngày 1 tháng 1 năm 1968. Biệt khu có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho khu vực biên giới Việt Miên, kéo dài từ Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang đến khu vực mò vẹt tiếp giáp biên giới hai tỉnh Kiến Tường, hậu nghĩa, bao gồm ba tỉnh còn lại của quân khu 4 là Kiến Tường. Kiến Phong, Châu Đốc. Bộ tư lệnh biệt khu 44 đặt tại thị xã Cao Lãnh thuộc tỉnh Kiến Phong, vị trí lúc ban đầu chỉ có những dãy nhà do quân đội Pháp để lại. Sau đó một khu vực khang trang hơn được xây cất thêm, làm nơi đồn trú cho bộ tư lệnh biệt khu, toán 50 cố vấn thuộc bộ tư lệnh viện trợ quân sự Mỹ tại Việt Nam, MACV và một đơn vị thuộc tiểu đoàn 52 truyền tin của quân đội Mỹ. Ban chỉ huy của tiểu đoàn này đặt tại Cần Thơ. Lực lượng chiến đấu chính của biệt khu 44 là một liên đoàn biệt động quân và 8 tiểu đoàn biệt động biên phòng. Tài liệu của cố vấn trưởng ghi nhận lúc cao điểm của mùa hè đỏ lửa. Biệt khu 44 chỉ huy 13 tiểu đoàn biệt động quân, 4 thiết đoàn và các đơn vị pháo binh tương đương với 4 tiểu đoàn. Biệt khu 44 giữ nhiệm vụ duy trì hai căn cứ tiền phương trên đất Campuchia là Nick Lương và Campong Thách do các đơn vị biệt động quân chấn giữ. Nick Lương nằm trên quốc lộ một đi từ Nam Vang đến thị trấn Ba Vét gần vùng biên giới Việt Miên. Bến phà Nick Lương ở phía tảng ngạn của sông Cửu Long và cách thủ đô Nam Vang khoảng 61 km về phía đông nam. Căn cứ Campong Trách cách Hà Tiên khoảng 19 km về phía bắc. Trong vùng lãnh thổ trách nhiệm của biệt khu 44 có 3 đường xâm nhập của Cộng sản từ đất miên vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Đường đầu tiên xâm nhập từ ngoài biển vào gần kép trên đất miên, rồi qua ngã Lục Sơn vượt biên giới Việt Miên vào xóm Bà Lý. Việt Cộng vào trú ẩn trong khu vực núi Tà Bang, giếng tượng, núi Thom, Hoành Tấu, Tà Hong ở phía tây Hà Tiên. Đường thứ nhì là đường giao thông công khai do Ban K-26 phụ trách, cũng bắt đầu từ sóc chuốt trên đất miên hay từ Ních Lương xuống Tân Châu, Hồng Ngự thuộc tỉnh Kiến Phong, Vàm Sáng thuộc tỉnh Châu Đốc, rồi đi khắp các tỉnh thành của quân khu 4 Việt Nam Cộng Hòa. Đây là đường xâm nhập lâu đời nhất, có từ những năm đầu tiên của đệ nhất Cộng Hòa. Cán bộ giao liên Việt Cộng sử dụng giấy tờ giả mạo để đưa rước cán bộ, được gọi là chỉ thị sống, cao cấp đi họp, chuyển vùng, chuyên chở văn bản, chỉ thị cứng, luật cơ yếu, mật mã truyền tin, tiền bạc, súng đạn, xăng dầu. Hệ thống giao thông công khai có tất cả 316 người trong năm 1959, năm 1963 giảm còn 191 người. Số cán bộ nhiều nhất là 377 người năm 1974. Phương tiện giao thông gồm xuồng chèo xuồng máy ghe buồm xe tàu đò việt cộng cũng gặp phải những ngăn trận liên tục của việt nam cộng hòa mà điển hình là một số vị trí xâm nhập trong địa phận tỉnh kiên giang tỉnh rạch giá của việt cộng được đổi tên để nói lên những khó khăn nguy hiểm khi phải vượt qua như biển bạch thuộc quận thới bình tỉnh an xuyên là sông bạc đầu sông lộ cả tháng là sông cái lớn và khu dinh điền cái sắn hay kinh vĩnh tế có tên là kinh vĩnh biệt đường xâm nhập sau cùng quan trọng nhất là đường một c từ sóc chuốt túc mía trên đất miên vượt qua kinh Vĩnh Tế xuống rừng Tràm Trà Tiên. Theo kinh kháng chiến trên danh giới giữa hai tỉnh Kiên Giang và Long Xuyên, đi qua xã An Hòa, Dương Hòa, Kiên Lương xuống xã Đức Phương, tín đạo trên liên tỉnh Lộ 80, chạy dọc theo kinh Hà Tiên rạch giá. Vượt kinh Ba Thê xuống xã Tà Keo, ấp Mỹ Lâm, vượt qua liên tỉnh Lộ 8A Long Xuyên rạch giá tại ấp Tân Lợi, xã Tân Hội, quận Kiên Tân cách rạch giá khoảng 15 số, km 15 sau đó vượt kinh rạch sỏi hậu giang, theo Kinh B và Kinh Ông Trường Tiền, ranh giới thiên nhiên giữa hai quần thốt nốt của tỉnh An Giang và quận Kiên Tân của tỉnh Kiên Giang, dọc theo phía đông của khu dinh điền Cái Sắn, đi ngang qua xã Dục Tượng rồi theo Kinh Nước Mặn xuống Miệt Thứ, Hiếu Lễ, Thúy Liễu thuộc tỉnh Trương Thiện, sau cùng qua sông Cái Lớn để đi xuống hậu cần tại U Minh trong tỉnh Kiên Giang. Đơn vị Việt Cộng chủ yếu hoạt động trong vùng là Sư đoàn 1 với 3 trung đoàn bộ binh, Trung đoàn 52 hiện diện thường xuyên trên đường 1C trong khi hai trung đoàn 44 và 101 đồng hoạt động trong vùng Thất Sơn của tỉnh Châu Đốc. Để phòng thủ quân khu 4, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đặt ra 3 tuyến chính. Tuyến biên giới với hai căn cứ Campong Trách và Ních Lương, chủ yếu đoạn từ Tân Thành, Cái Kích, Tuyên Bình, sông Vàm Cỏ Tây đến căn cứ Tuyên Nhơn do biệt khu 44 phụ trách. Tuyến Kinh Dương Văn Dương, Gãy, Kinh Quận, Kiến Bình, Kinh Lagrange, Tuyên Nhơn, Kinh Tháp 10, Mỹ An, Thiên Hộ, Mỹ Phước Tây và Kinh Tổng Đốc Lộc, Long Đị, Chợ Thầy Yên, Bến Tranh do hai trung đoàn 11 và 12 thuộc sư đoàn 7 bộ binh và các liên đội địa phương quân đảm trách. Nằm ở vị trí trọng yếu để bảo vệ quốc lộ 4, lực lượng diện địa của tỉnh Định Tường năm 1972 gồm có 67 đại đội địa phương quân, 368 trung đội nghĩa quân và 397 nhân dân vũ trang, 8 trung đội pháo binh 105 ly. Tuyến quốc lộ 4, Thẻ 23 thuộc chi khu Cái Bè, Cai Lệ, Long Định, Ngã Ba Trung Lương, Mỹ Tho, Tân Hiệp là trách nhiệm của sư đoàn 7 bộ binh và lữ đoàn 4 kỵ binh. Gần cuối năm 1974, Bộ Tổng Tham mưu đề trình kế hoạch kẻ tổ binh chủng biệt động quân để tổ chức lực lượng tổng trừ bị cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa với viễn ảnh hai sư đoàn dù và thủy quân lục chiến có thể phải đóng quân lâu dài tại quân khu 1. Do tình hình an ninh vùng biên giới Việt Miên trở nên khả quan hơn, Hai trung đoàn 52BB và 44 đặc công bị tổn thất nặng trong những trận đánh trong vùng Thất Sơn nên đã bị giải tán. Trung đoàn 101 đồng chỉ còn khoảng 200 cán binh nên phải rút sang đất Campuchia vào tháng 9 năm 1973 để tái trang bị và bổ sung quân số. Do đó, Việt Cộng phải cho giải tán sư đoàn 1 vào cuối năm 1973. Tình trạng an ninh được cải tiến nên biệt khu 44 được giải tán vào cuối năm 1974. Các tiểu đoàn biệt động quân trực thuộc được đưa sang các quân khu khác. Cộng sản chia lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa thành bốn vùng và gọi là mặt trận. Mặt trận B1 thường được gọi là quân khu 5 bao gồm 7 tỉnh Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Bồn, Phú Yên và Khánh Hòa. Mặt trận B3 là vùng cao nguyên trung phần gồm 3 tỉnh Con Tum, Pleiku và Đắk Lắk. Mặt trận B4 hay mặt trận Trị Thiên gồm 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên mặt trận B2 bao gồm toàn bộ các tỉnh còn lại của Việt Nam Cộng Hòa kéo dài từ Đà Lạt trên phía Bắc đến tận An Xuyên ở phía Nam và hai đảo Côn Sơn, Phú Quốc. Như vậy, mặt trận B2 bao gồm một phần lãnh thổ của quân khu 2 và toàn thể lãnh thổ của hai quân khu 3 và 4 của Việt Nam Cộng Hòa. 3 trên 4 chiều dài biên giới Việt Miên thuộc vùng trách nhiệm của mặt trận B2. Để thích ứng với cường độ chiến tranh, Việt Cộng lại chia mặt trận B2 thành 4 quân khu. Quân khu 6 hay còn gọi là khu cực Nam Trung Bộ gồm lãnh thổ 6 tỉnh của Việt Nam Cộng hòa là Quảng Đức, Tuyên Đức, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận và Bình Tuy. Quân khu 7 hay còn gọi là khu 1 là miền Đông Nam Bộ gồm các tỉnh Phước Long, Bình Long, Tây Ninh, Long Khánh, Bình Dương, Hậu Nghĩa, Biên Hòa và Phước Tuy. Quân khu 8 hay còn gọi là khu 2 là vùng Trung Nam Bộ gồm các tỉnh Long An, Kiến Tường, Kiến Phong, Định Tường, Gò Công và Kiến Hòa quân khu 9 hay còn gọi là khu 3 là vùng Tây Nam Bộ gồm các tỉnh An Giang, Châu Đốc, Kiên Giang, Sa Đéc, Vĩnh Long, Phong Dinh và An Xuyên. Bài viết này chỉ chú trọng đến những gì xảy ra tại quân khu 4 của Việt Nam Cộng Hòa nên chỉ đề cập đến hai quân khu 8 và 9 của Việt Cộng. Các chiến dịch Trước khi đề cập đến các trận đánh tại quân khu 4 trong năm 1972, có lẽ nên liệt kê chi tiết về các chiến dịch của quân Cộng sản trong thời điểm này. Để từ đó người ta có thể liên kết được những sự kiện của các trận đánh với nhau và những hệ lụy tiếp theo sau đó, xem bảng 2. Chi tiết cửa Việt được ghi ở cuối bảng 2 để đánh dấu trận đánh cuối cùng được cộng sản cho là thời điểm chấm dứt cuộc tổng công kích năm 1972 của họ. Trong cuộc tổng công kích năm 1972, ngoài những chiến dịch chính, cảnh sát còn tung ra các chiến dịch tiến công tổng hợp để đánh phá kế hoạch bình định của Việt Nam Cộng hòa. Tại vùng đồng bằng sông Cửu Long có chiến dịch chính là Nguyễn Huệ với trọng điểm là quốc lộ 13. Chiến dịch tiến công tổng hợp đánh phá các tỉnh thuộc hai quân khu 8 và 9 của Việt Cộng. Chiến dịch Nguyễn Huệ bắt đầu từ đầu tháng 4 năm 1972 với mục tiêu chủ yếu là đánh phá bình định bốn tỉnh của miền Đông là Tây Ninh, Phước Long, Bình Long và Bình Dương. Hướng chính là Lộc Ninh, An Lộc, quốc lộ 13, hướng phụ là quốc lộ 22. Bộ Tư lệnh miền lập ra ban chỉ huy đoàn 301 tương đương cấp quân đoàn để chỉ huy mặt trận này. Bộ chỉ huy chiến dịch gồm có Trung tướng Trần Văn Trà là Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy, Đại tá Đồng Văn Cống là Phó Tư lệnh, Đại tá Trần Văn Phác là Phó Chính ủy, Đại tá Lê Ngọc Hiền là Tham mưu trưởng, Đại tá Bùi Phùng là Chủ nhiệm hậu cần. Lực lượng tham dự gồm 3 sư đoàn 5, 7, 9, 3 trung đoàn biệt lập 24, 20, 205 và 271, 3 trung đoàn địa phương 14, 16 và 33. Trung đoàn 4.329 đặc công, Trung đoàn 42 thuộc đoàn pháo binh 75, 2 tiểu đoàn xe tăng thiết giáp, 4 tiểu đoàn cao xạ, 20 tiểu đoàn và 63 đại đội địa phương của các tỉnh, huyện trong địa bàn chiến dịch. Các chiến dịch tổng hợp phức tạp hơn vì do Bộ Tư lệnh các quân khu phát thảo, điều động và tùy thuộc vào sức mạnh của lực lượng địa phương cũng như phản ứng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tài liệu của Cộng sản sau chiến tranh cho thấy họ không nắm vững chi tiết khi phân tích những gì xảy ra trên địa bàn hai quân khu 8 và 9, quân khu 4 của Việt Nam Cộng Hòa trong giai đoạn này. Một số tài liệu cho rằng đây là chiến dịch Nguyễn Huệ 2 như tài liệu được trích đoạn sau đây. Chiến dịch Nguyễn Huệ 2 được tổ chức thành nhiều cao điểm, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 6 năm 1972. Địa bàn U Minh và Trương Thiện được xác định là trọng điểm 1, Vĩnh Long và Trà Vinh là trọng điểm 2 của chiến dịch. Ngoài ra ở các tỉnh ta cũng xác định một số khu vực trọng điểm mà những khu vực này có liên quan trực tiếp đến trọng điểm chiến dịch như Dùng Diềng, Dạch Giá, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, Long Mỹ, Cần Thơ. Mục tiêu chiến dịch được xác định là giải phóng cơ bản U Minh, Cà Mau, mở một số mảng ở Trương Thiện để làm bàn đập tiến công phá thế Bình Định, kìm kẹp của địch, mở một số mảng ở vùng lúa Bạc Liêu, Cần Thơ, tạo ra những cơ sở vững chắc để phát triển tiến công và nổi dậy mở rộng vùng giải phóng ở miền Tây Nam Bộ từ đầu tháng 4 năm 1972, hòa nhịp với cao trào tiến công và nổi dậy của quân và dân toàn miền Nam. Quân và dân đồng bào sông Cửu Long tiến công phá vỡ tuyến phòng thủ của địch ở vùng biên giới từ kênh Vĩnh Tế, Hà Tiên đến vùng Mỏ Vẹt, Kiến Tường đánh bật tuyến ngăn trận của chúng trong nội địa ở vùng U Minh dài hơn 100 km, đồng thời chọc thủng tuyến phòng thủ nhiều tầng, nhiều lớp ở vùng Đồng Tháp 10. Quân và dân đồng bằng sông Cửu Long đánh mạnh ở Cà Mau, Mỹ Tho, Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh. Hết phần 1.